Thưa quý vị và các bạn, trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1 tháng 1 năm 2018. Trải qua 5 năm thành lập và phát triển, bằng nhiệt huyết, nỗ lực vượt khó của các thế hệ viên chức, quản lý, nhà giáo, người lao động và học sinh, sinh viên, nhà trường đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum được thành lập trên cơ sở sáp nhập các trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Kon Tum, Cao đẳng Sư phạm Kon Tum, Trung cấp Y tế Kon Tum và Trung cấp Nghề Kon Tum. Thời gian đầu khi mới thành lập, nhà trường gặp không ít khó khăn khi việc sắp xếp đội ngũ cán bộ, tổ chức bộ máy quản lý, cơ sở vật chất, trang thiết bị cũng như các hoạt động dạy và học của bốn trường là không giống nhau. Tuy khó khăn là vậy, nhưng bằng nỗ lực vượt khó của các thế hệ giáo viên, người lao động và học sinh, sinh viên, nhà trường đã từng bước ổn định tổ chức bộ máy và cơ cấu tổ chức để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Lúc sát nhập trường thì thực sự là mỗi người làm việc giống như là bằng hai, có thể là không kể ngày, không kể đêm, không kể thứ bảy và chủ nhật. Miễn sao có công việc là phải quyết tâm hoàn thành. Đó, từ cái công tác của quản lý cho đến cái công việc giảng dạy, rồi công tác di chuyển các cái trang thiết bị của các cái cơ sở để phục vụ cho cái việc bố trí nơi làm việc cũng như là bố trí cái hoạt động giảng dạy cho các em. Tính đến thời điểm hiện tại, đội ngũ cán bộ giáo viên của trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum là 245 người, trong đó có 45 nhà giáo có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia, 201 nhà giáo có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giáo dục nghề nghiệp, nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học cao đẳng. Nhà trường có 4 trụ sở, cơ sở đào tạo với tổng diện tích hơn 29 hectare. Mỗi cơ sở của nhà trường đều gắn với công tác đào tạo phù hợp cho từng nhóm ngành nghề. Với tổng quy mô tuyển sinh hơn 2.900 chỉ tiêu trên một năm, tương ứng với 44 ngành nghề đào tạo. Trong 5 năm qua, nhà trường đã tuyển sinh đào tạo cho khoảng 13.800 người học, trong đó có hơn 1.100 sinh viên trình độ cao đẳng, hơn 1.500 học sinh trình độ trung cấp, hơn 3.350 học viên trình độ sơ cấp, gần 7.800 học viên các lớp đào tạo bồi dưỡng dưới 3 tháng, liên kết phối hợp đào tạo liên thông trình độ cao đẳng đại học cho khoảng 1.500 học viên trên một năm. Bên cạnh việc chuyển hóa đội ngũ nhà giáo, hiện đại hóa cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo, nhà trường đã từng bước đổi mới hoạt động quan hệ hợp tác gắn kết với doanh nghiệp trong quá trình đào tạo, giới thiệu cơ hội việc làm cho học sinh, sinh viên theo hướng đi vào chiều sâu thực tiễn. Đến nay, nhà trường đã hợp tác với gần 82 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, đưa người học đi thực hành, thực tập tại doanh nghiệp, giới thiệu cơ hội việc làm cho người học. Nhờ đó, giúp các sinh viên xây dựng cho mình kiến thức, kỹ năng cơ bản và cần thiết nhất đáp ứng nhu cầu của các nhà tuyển dụng, cũng như nhu cầu nguồn nhân lực của thị trường lao động nói chung, nhu cầu phát triển kinh tế xã hội tỉnh Kon Tum nói riêng. Ở trường có cung cấp phòng thực hành để tụi em có thể lên lớp, có thể thực hiện các tiết dạy như là thực tế mà tụi em có thể, để sau này tụi em có thể là giản dị hơn trong cái việc lên lớp cho trẻ. Và ở đây thì thầy cô cung cấp cho tụi em là vừa là kiến thức, vừa là kỹ năng, vừa là các kỹ xảo để tụi em có thể sau này tụi em có thể ra trường và có thể giải quyết mọi vấn đề khi bắt gặp. Em Nguyễn Thị Nga, cựu sinh viên khóa 1, khoa giáo dục mầm non, được đào tạo tại trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum trong 3 năm. Quá trình học tập ở trường đã giúp Nga được trau dồi những kiến thức chuyên ngành chuyên sâu, cũng như được rèn luyện kỹ năng mềm thông qua sinh hoạt câu lạc bộ, các hoạt động phong trào đoàn thanh niên. Nhờ đó, sau khi tốt nghiệp vào năm 2021, em đã được nhận vào làm việc tại trường mầm non Cổ Tích ở phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum với mức lương ổn định, đúng với đam mê và ngành nghề được đào tạo. Quá trình đi học ở trường sau 3 năm thì tôi được nhận về bản thân rất là nhiều kiến thức, kỹ năng. Sau khi học xong thì có đi xin việc thì được nhận luôn. Các thầy cô đào tạo tôi thành một người như bây giờ, có thể ra trường xin được việc và bên trường nhận luôn các kiến thức được áp dụng vào môi trường làm việc rất là đúng và có thể áp dụng được toàn bộ các kiến thức và kỹ năng.
năm học 2021-2022, trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum đã tuyển sinh được 765 học sinh sinh viên, trong đó trình độ cao đẳng là 320 học sinh sinh viên, trình độ trung cấp là 445 học sinh sinh viên. Nhà trường đã đẩy mạnh tuyển sinh và đào tạo các trình độ khác hơn 3.600 học viên, trong đó trình độ sơ cấp gần 410 học viên, đào tạo thường xuyên và bồi dưỡng cấp chứng chỉ hơn 3.200 học viên, liên kết đào tạo liên thông cao đẳng, đại học cho hơn 920 học viên, nâng tổng số học sinh sinh viên toàn trường trong năm học đạt hơn 6.400, với 562 sinh viên trình độ cao đẳng, 461 học sinh trung cấp hệ chính quy, 406 học viên trình độ sơ cấp, 3.232 học viên đào tạo bồi dưỡng thường xuyên và 1.770 học viên liên thông liên kết với các trường cao đẳng, đại học khác. Đơn vị đã thành lập hội đồng xét công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp, chứng chỉ, chứng nhận tốt nghiệp các ngành nghề cho 1.137 học sinh, sinh viên, học viên. Trong đó, trình độ cao đẳng có 117 sinh viên, trình độ trung cấp có 24 học sinh, trình độ sơ cấp có 287 học viên và bồi dưỡng có 673 học viên. Cùng với việc thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng, nhà trường còn ban hành chính sách khuyến khích viên chức quản lý, nhà giáo, người lao động và học sinh sinh viên nghiên cứu khoa học, tổ chức các hoạt động thúc đẩy phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Sau 5 năm thành lập, trường đã công nhận kết quả cho 50 đề tài nghiên cứu khoa học sáng kiến cấp cơ sở và đã có 71 bài báo đăng trên các tạp chí kỷ yếu khoa học trong nước. Trong giai đoạn 2020-2022, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhưng nhà trường vẫn đạt được nhiều kết quả khả quan trong nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp và đào tạo giáo viên. Đến nay, nhà trường đã cơ bản hoàn thành công tác đánh giá ngoài cơ sở giáo dục nghề nghiệp và một chương trình đào tạo ngành nghề trọng điểm là trồng trọt trình độ trung cấp. Với nhiều thành tích nổi bật, những năm qua, nhà trường vinh dự được các cấp ngành trao tặng các bằng khen, danh hiệu trong công tác giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực. Những kết quả thành tựu ý nghĩa đó là nguồn động viên khích lệ, là nền tảng và tiền đề quan trọng để nhà trường xác định hướng đi, tạo đà vững chắc cho sự phát triển của nhà trường trong thời gian tới. Phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian tới, nhà trường tiếp tục không ngừng nỗ lực đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo, đẩy mạnh việc nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, tăng cường cung cấp các cái sản phẩm dịch vụ khoa học công nghệ có chất lượng cho xã hội. Phấn đấu tới năm 2025, nhà trường sẽ triển khai các cái chương trình đào tạo chất lượng cao theo nhu cầu của xã hội. Ít nhất 50% chương trình đào tạo của trường đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục và trường sẽ trở thành trường cao đẳng chất lượng cao. Bằng sự quyết tâm, nỗ lực của các thế hệ nhà giáo, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên, trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum đã đạt được những thành tựu rất đáng trân trọng, tự hào. 5 năm là khoảng thời gian ngắn nhưng nhà trường đã từng bước khẳng định được chất lượng cũng như định hướng phát triển đúng đắn. Tin tưởng rằng thời gian tới, nhà trường sẽ tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, đào tạo nguồn nhân lực ngày càng chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà.